sĩ Phương Trang xin kính chào ba mẹ. Dân gian mình thường có câu là các chị bầu khi mà ăn trứng cẩm nhiều để không ra thì bé sẽ thông minh lanh lợi, như vậy quan niệm này có đúng hay không? Thì thật ra trứng cẩm chỉ là một loại trứng gia cầm, giống như thành phần dinh dưỡng giống như trứng gà hay trứng vịt, chỉ có điều là kích thước to hơn mà thôi. Để mình ăn một cái trứng cẩm thì cũng giống như mình ăn 2-3 cái trứng gà trứng vịt mà thôi. Và một em bé có thông minh lanh lợi hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là gen di truyền, thứ hai là dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai và giai đoạn sau sinh, đặc biệt là 2 năm đầu đời. Thứ ba là trong cái môi trường sống và sự tương tác giáo dục của bố mẹ nữa. Cho nên là một cái hai cái trứng cẩm thì sẽ không thể quyết định được cái vấn đề là con có thông minh lanh lợi hay không. Mà mình chỉ nhớ là chế độ trong giai đoạn mang thai là cố gắng ăn uống đa dạng, ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau và không tập trung vào một loại thực phẩm nó quá nhiều. Cho dù là cái loại đó nó tốt, nó nhiều dinh dưỡng thế nào đi nữa, thì nếu mình chỉ ăn một nhóm thực phẩm đó mà không ăn những nhóm thực phẩm còn lại thì em bé vẫn bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Vì vậy mà nếu mình thích ăn trứng cẩm, mình vẫn có thể ăn trong thai kỳ, nhưng mà ăn một cách điều độ, không quá nhiều, và trứng cẩm cũng không phải là yếu tố quyết định để em bé thông minh lanh lợi hay không. Mời ba mẹ bấm theo dõi kênh TikTok của bệnh viện để nhận được thêm nhiều thông tin hữu ích trong việc chăm sóc bé nhé.